chuyện quá khứ Sarada và Sirivada. Nhưng bạch Thế Tôn, các đại đệ tử đã thành tựu công đức gì? Họ đã thề nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử trong một A Tăng kỳ kiếp, thêm 100.000 kiếp quá khứ. Xá Lợi Phất được tái sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có, là ông hoàng Sarada. Mục Kiền Liên được sanh trong gia đình trưởng giả giàu có, tên là Sirivada. Hai chàng trai trẻ làm bạn với nhau từ khi còn nghịch đất. Ông hoàng Sarada được hưởng thừa kế to tát khi cha chết. Một hôm, ở một mình, anh băn khoăn: ta chỉ biết một ít về đời sống của thế giới này thôi. Ta chẳng biết gì về đời sống của thế giới bên kia. Ai sinh ra đều chắc chắn phải chết. Ta phải từ bỏ thế gian, gia nhập tăng đoàn và đi tìm con đường giải thoát. Do đó, anh đến gặp bạn và tâm sự. Bạn Sirivada, tôi dự định rời bỏ thế gian và đi tìm con đường giải thoát. Anh có thể rời bỏ thế gian với tôi hay không? Này bạn, tôi không thể rời bỏ thế gian. Bạn hãy ra đi một mình. Bạn từ chối. Ông hoàng Sarada vẫn không thay đổi ý định và lập luận rằng không ai đi đến đời sau với những người đồng hành hay thân quyến hay bạn bè. Ta muốn làm gì phải làm một mình. Vì vậy, anh mở cửa kho và bố thí rộng rãi cho người nghèo khổ, du sĩ và ăn mày. Xong anh rút vào chân núi và sống đời ẩn sĩ. Đầu tiên, một, rồi hai, rồi ba, rồi nhiều người khác theo gương anh chọn đời sống tu hành. Cuối cùng, ẩn sĩ bện tóc lên đến 74.000. Sarada chứng được ngũ thông và bát định và dạy những người ẩn sĩ bện tóc này phương thức tu tập thiền định. Tất cả đều chứng ngũ thông và bát định. Lúc ấy, Phật Anomadassi xuất hiện ở đời. Thành của Ngài tên là Kandavati, cha là Yasavanta, thuộc giai cấp chiến sĩ, và mẹ là bà Yasodhara. Cây thành đạo của Ngài là cây Ajijuna. Nisaba và Anoma là đại đệ tử của Ngài. Varuna là thí chủ, và Sundara và Sunmana là nữ cư sĩ nòng cốt. Ngài trụ thế 100 năm, vóc dáng cao 58 cubit và phát hào quang từ thân xa đến 12 dặm, tức 50 cây số. Ngài có 100.000 tỳ kheo nương học. Một hôm, bình minh vừa ló dạng, sau khi xuất định đại bi, Ngài quan sát thế gian và thấy ẩn sĩ Sarada và nhận ra rằng: hôm nay, khi ta đến gặp ẩn sĩ Sarada, sẽ có một buổi đại thuyết pháp. Sarada sẽ lập nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử, và bạn ông ta, trưởng giả Sirivada, sẽ lập nguyện đạt địa vị đại đệ tử thứ hai. Cuối bài thuyết pháp, 74.000 ẩn sĩ bện tóc nương học sẽ chứng quả A-la-hán. Vì vậy ta phải đến đó. Rồi Đức Phật Anomadassi đắp mi ôm bát, không nói một lời với ai, độc hành như một con sư tử, với ý định hiển hiện để cho Sarada biết mình là một vị Phật. Và trong khi môn đệ của ẩn sĩ Sarada vắng mặt vì đi tìm các loại trái cây, Đức Phật từ trên trời hạ xuống đất ngay trước mắt Sarada. Khi ẩn sĩ Sarada thấy thần thông và tướng hào của Phật, ông thầm nhớ lại những câu thơ liên quan đến đặc tính của một bậc đại nhân. Ông biết rằng một người được phú cho những hình tướng như thế
nếu sống tại gia là một ông vua, một bậc chuyển luân thánh vương, sống đời xuất gia sẽ là người tận diệt tham dục, là một vị Phật toàn giác. Vì thế, Sarada đoán chắc người này là một vị Phật không nghi ngờ gì nữa. Do đó, ông đến gặp Phật, nằm vóc đảnh lễ, sửa soạn một chỗ ngồi dâng ngài. Đức Phật ngồi vào chỗ đã được sửa soạn, và ẩn sĩ Sarada chọn chỗ ngồi thích hợp, kính cẩn ngồi xuống một bên. 74.000 ẩn sĩ bện tóc lúc nãy vắng mặt vì đã đi tìm các loại trái cây ngọt và nhiều nước, bây giờ vừa trở về với thầy họ. Thấy Đức Phật ngồi giữa và thầy họ ngồi kế bên, họ nói: Thưa thầy, chúng tôi thường đi khắp nơi và đều cho rằng không có ai cao cả hơn thầy. Nhưng với vị này, chúng tôi cả quyết rằng ngài cao cả hơn thầy. Đạo hữu, các ông nói gì thế? Có phải ý các ông đang so sánh một hột cải với núi Tu Di cao 68.000 dặm không? Hỡi những đứa con ngây thơ, đừng so sánh ta với một vị Phật toàn giác. Những ẩn sĩ đều đồng ý rằng nếu đây là một người tầm thường, thầy chúng ta sẽ không so sánh như thế. Vị này quả thật cao cả làm sao. Lập tức họ phục phục trước chân Phật. Rồi thầy họ, ẩn sĩ Sarada, bảo họ rằng: Các bạn, chúng ta không có một phẩm vật xứng đáng dâng lên chư Phật ở đây, và đấng đạo sư đã đến đây đúng lúc chúng ta thường đi khất thực. Chúng ta hãy dâng ngài phẩm vật theo khả năng của chúng ta, tìm và mang đến đây tất cả những loại trái cây hảo hạng. Vì vậy, họ đi kiếm trái cây. Ẩn sĩ Sarada rửa tay và đích thân đặt trái cây vào bình bát của Như Lai. Ngay khi đấng đạo sư vừa cầm đến những trái cây cúng dường ngài, chư thiên ra thêm hương vị của cõi trời vào những trái cây đó. Ẩn sĩ Sarada cũng đích thân lọc nước dâng lên Phật. Sau bữa ăn, khi đấng đạo sư vẫn còn ngồi tại chỗ, Sarada kêu gọi tất cả các môn đệ vào ngồi xuống, hoan hỷ đàm luận với đấng đạo sư. Và đấng đạo sư thầm nghĩ: Hai đại đệ tử và chúng tỳ kheo hãy đến đây. Ngay lập tức, hai đại đệ tử cùng với 100.000 A-la-hán tháp tùng hiện đến, đảnh lễ đấng đạo sư và kính cẩn ngồi một bên. Rồi ẩn sĩ Sarada nói với môn đệ mình như sau: Các bạn, chỗ ngồi của Phật thì thấp và không có chỗ ngồi cho 100.000 tỳ kheo. Hôm nay các bạn hãy lễ kính Đức Phật, hãy đi tìm ở chân núi mang về đây những bông hoa màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Có câu nói rằng, thời gian bỏ ra để nói bàn chỉ phí phạm thôi. Người có thần thông thì phạm vi thần lực không thể tưởng tượng được. Do đó, trong thoáng chốc, những ẩn sĩ đem về những bông hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, và họ kết thành một nệm hoa dài một dặm, gần 5 km, cho Phật. Rồi họ kết tiếp một nệm hoa dài 3/4 dặm, cho hai đại đệ tử. Những nệm hoa cho những tỳ kheo còn lại, dài nửa dặm, hay ngắn hơn. Nệm dành cho Tân Sa Môn dài một U-sa-ba, tức 120 cubit. Không nên thắc mắc tại sao những chỗ ngồi có kích thước vĩ đại như thế lại được xếp gọn vào tu viện khổ hạnh này. Sở dĩ có thể được do bởi năng lực huyền nhiệm. Khi chỗ ngồi đã sẵn sàng, ẩn sĩ Sarada đứng trước Thế Tôn và chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, xin hãy lên nệm hoa này để con được cứu độ và ân chiêm công đức. Do đó người ta kể rằng ông góp nhiều loại hương hoa, sửa soạn giường tòa, cung kính thỉnh thưa. Đây còn đã soạn sẵn sàng chỗ ngồi thích hợp kết bằng hương hoa. Thế Tôn xin ngự vào tòa,
xin cho con được tâm hòa lòng an. Bảy ngày đêm Phật ngồi trên, niệm hoa con kết và liền cho con. Tâm bình tịch lặng an nhiên, từ người cho đến chư thiên đều mừng. Khi Đức Phật ngồi rồi, hai đại đệ tử và những tỳ kheo mỗi người ngồi vào chỗ dành cho mình. Ẩn sĩ Sarada lấy một lọng hoa lớn che trên đầu Như Lai. Đấng đạo sư bảo: nguyện cho những ẩn sĩ bện tóc dâng vinh dự này cho ta sẽ gặt được quả báo tốt lành. Và lập tức ngài nhập vào diệt tận định. Nhận thấy Đức đạo sư đã nhập diệt tận định, hai đại đệ tử cũng nhập định và vào diệt tận định. Trong 7 ngày Đức đạo sư ngồi đó hưởng niềm an lạc của diệt tận định. Khi đến giờ đi tìm thức ăn, môn đệ của Sarada đi vào rừng và dùng những trái cây dại và nhiều thứ trái khác. Thời gian còn lại, họ đứng chắp tay cung kính trước Phật. Ẩn sĩ Sarada không đi tìm thức ăn, nhưng trong 7 ngày liên tục cầm lọng hoa che Đức Phật, đã tìm được niềm vui và hạnh phúc sung mãn. Khi Đức đạo sư xuất định, ngài nói với vị đại đệ tử trưởng lão Nisaba ngồi bên tay phải ngài: Nisaba, hãy hồi hướng công đức cho những ẩn sĩ đã dâng chúng ta hòa và chỗ ngồi. Sau đó, trưởng lão như một dũng tướng vừa nhậm chức vị cao trọng từ tay Chuyển Luân Thánh Vương, lòng tràn đầy niềm hân hoan hiển bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử, bắt đầu bài hồi hướng. Khi ngài chấm dứt, Đức Phật bảo đại đệ tử thứ nhì như sau: còn cũng hãy thuyết pháp cho các tỳ kheo. Vâng lời Phật dạy, trưởng lão Anuma suy nghiệm đến Tam Tạng Kinh Điển, lời dạy của chư Phật, rồi thuyết pháp. Nhưng dù hai đại đệ tử đã thuyết pháp, không có một tỳ kheo nào đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Đức đạo sư hiển lộ năng lực vô biên của Phật, bắt đầu thuyết pháp. Khi bài giảng kết thúc, tất cả 74.000 ẩn sĩ bện tóc đắc A-la-hán, trừ ẩn sĩ Sarada. Đạo sư khi đó duỗi tay ra và cất tiếng: hãy đến tỳ kheo. Lập tức dầu tóc họ rụng mất và 8 món cần thiết được khoác vào người họ. Độc giả có thắc mắc vì sao ẩn sĩ Sarada không chứng A-la-hán không? Bởi vì ông tán tâm. Người ta kể rằng, trong khi vị đại đệ tử ngồi tòa thứ hai kế bên Phật hiển bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử đang thuyết pháp, ngay lúc ấy ẩn sĩ bắt đầu lắng nghe bài pháp, ông đã khởi niệm: ồ, ước mong sao vào một lúc nào đó ở tương lai, trong giáo đoàn của một vị Phật tương lai, ta được nhận trọng trách mà vị đệ tử này đã nhận. Vì lẽ đó, ông không thể chứng đạo quả. Sarada tuy thế vẫn đảnh lễ Như Lai và đứng đối diện với ngài bạch: bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ngồi tòa cạnh ngài mang danh hiệu gì trong giáo đoàn của ngài? Đó là người theo ta trong buổi đầu chuyển pháp luân. Đó là người đã đạt đến tột đỉnh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Đó là người đã hiểu thấu 16 thể. Đó là người đã hiểu thấu 16 thể của tri thức. Do đó, ông ta được gọi là đại đệ tử trong giáo đoàn của ta. Bạch Thế Tôn, ở đây trong 7 ngày, con đã đứng cầm lọng hoa che ngài, bằng cách ấy dâng vinh dự lên ngài. Quả báo của công đức này con không mong cầu đời sau làm đế thích hay phạm thiên, nhưng trong tương lai con nguyện được trở thành đại đệ tử của một đức Phật giống như trưởng lão Nisaba hiện tại. Sarada lập nguyện xong, Đức đạo sư muốn biết ước nguyện của người này có thành tựu không. Ngài bèn phóng thiên nhãn và quan sát những thời kỳ tương lai, thấy sau một A Tăng kỳ kiếp cộng thêm 100.000 kiếp
Ước nguyện của Sarada. Ước nguyện của Sarada sẽ thành tựu. Ngài cho ẩn sĩ Sarada biết, ước nguyện này của ông sẽ không viển vông. Cuối một A Tăng kỳ kiếp, cộng thêm 100.000 kiếp nữa, Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Mẹ của Ngài là Hoàng hậu Mahamaya, cha của Ngài là vua Suddhodana, con Ngài là Rahula, thị giả Ngài là Ananda, và đại đệ tử thứ hai của Ngài là Mongalana, và ông sẽ là đại đệ tử nguyên soái của niềm tin, và tên của ông là Sariputta. Sau khi Đức Đạo Sư thọ kỹ cho ẩn sĩ, Ngài thuyết pháp và rồi cùng tăng chúng vây quanh, Ngài bay lên không mà đi. Ẩn sĩ Sarada tìm môn đệ và trưởng lão của mình, nhờ họ nhắn tin cho bạn là trưởng giả Sirivada rằng: bạn ông, ẩn sĩ Sarada, đã phụ phục dưới chân Phật Anomadasi và ước nguyện được địa vị đại đệ tử trong giáo đoàn của Phật Gotama, người sẽ xuất hiện sau này của thế gian. Ông hãy ước nguyện được ở địa vị đệ tử thứ hai. Xong, ông đi trước những trưởng lão bằng một đường khác và đến đứng tại cửa nhà Sirivada. Khi gặp lại người bạn cũ, Sirivada hân hoan chào mừng. Cuối cùng, sau một thời gian dài vắng bóng, người bạn quý của tôi đã trở về. Và lập tức, Sirivada mời bạn ngồi tọa và tự mình ngồi một ghế thấp hơn, thầm hỏi: nhưng này tôn giả, ông không có môn đệ và những người cận sự. Có chứ, này bạn. Đức Phật Anomadasi đã đến tu viện của chúng tôi, và chúng tôi đã tôn kính Ngài trong phạm vi quyền năng của chúng tôi. Đức Đạo Sư thuyết pháp cho mọi người, và cuối bài giảng, tất cả số hội chúng trừ tôi đều đắc quả A-la-hán và đều gia nhập tăng đoàn. Trông thấy vị đại đệ tử của Đức Đạo Sư là trưởng lão Nisaba, tôi ước nguyện được địa vị đại đệ tử dưới chân giáo đoàn của Phật Gotama, người sẽ ra đời sau này. Anh cũng nên ước nguyện được địa vị đại đệ tử thứ hai trong giáo đoàn của Phật. Nhưng tôn giả, tôi không có những quan hệ thân thiết với Phật. Tôi sẽ gánh vác trọng trách thưa với Phật. Anh hãy chuẩn bị một quyết tâm vĩ đại. Nghe lời như mở tấc lòng, Sirivada liền về trang hoàng một khoảng rộng 8 karisat, tức 8 mẫu, trước cửa nhà mình thật long trọng, xứng với một vị vua, giải cát tung 5 loại hoa, có cả hoa la gia, dựng một lều che mái lợp toàn bằng hoa sen xanh, khiến dọn sẵn tòa của Phật và tòa của các vị tỳ kheo cũng được sửa soạn, và biết bao phẩm vật được chuẩn bị chu đáo. Xong chàng chờ ẩn sĩ Sarada đến mời Phật và A-la-hán. Vui lòng đẹp giả, ẩn sĩ Sarada đưa tăng đoàn do Phật lãnh đạo cùng đến nhà người bạn tâm giao. Sirivada ra trước nhà để gặp tăng đoàn, đỡ bình bát từ tay Như Lai, hướng dẫn đoàn vào lều, mời ngồi trên tòa đã dành sẵn, dâng nước và cung cấp những thức ăn chọn lọc. Cuối bữa ăn, chàng dâng y đắt giá lên tăng đoàn và bạch Đức Đạo Sư: bạch Thế Tôn, chúng con cúng dường vì lập nguyện đã đến địa vị không tầm thường. Xin Ngài rủ lòng từ bi ở lại đây trong 7 ngày như thế. Đức Đạo Sư thuận ở lại. Trong 7 ngày, Sirivada dâng phẩm vật dồi dào như đã kể. Cuộc lễ cúng dường viên mãn, Sirivada đảnh lễ Đức Đạo Sư và đứng trước chắp tay cung kính bạch: bạch Thế Tôn, bạn con ẩn sĩ Sarada ước nguyện trở thành vị đại đệ tử của một vị Phật. Con cũng nguyện xin trở thành đệ nhị đại đệ tử của một vị Phật ấy. Đức Đạo Sư quan sát tương lai
và thấy chàng sẽ được mãn nguyện. Ngài bèn thọ kỹ như sau. Cuối một A Tăng kỳ kiếp và cộng thêm 100.000 kiếp, ông sẽ trở thành đệ nhị đại đệ tử của Phật Gautama. Nghe lời thọ ký của Phật, Sirivada tràn đầy sung sướng mãn nguyện. Đức đạo sư hồi hướng công đức về sự cúng dường thức ăn, rồi cùng tăng chúng trở về tịnh xá. Và Phật kết luận: Này các tỳ kheo, đây là ước nguyện của các đại đệ tử ta lúc ấy. Họ đã thọ nhận đúng với ước nguyện của họ. Khi ta ban bố một điều gì, ta không thiên vị người nào. Chấm dứt chuyện quá khứ. Đức đạo sư thuật xong, hai vị đại đệ tử cùng đảnh lễ ngài và thưa thỉnh: Bạch Thế Tôn, khi chúng con còn là gia chủ, chúng con đã đến xem lễ đỉnh núi. Hai vị kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho đến khi chứng được thánh quả dự lưu. Ngay lời đầu tiên, trưởng lão Asaji ác bệ thuyết pháp. Rồi họ thưa tiếp: Bạch Thế Tôn, chúng con đến gặp vị thầy cũ của chúng con, cốt hướng dẫn ông ấy nương theo Phật và chỉ cho ông ấy thoát ra khỏi bóng tối của tứ kiến, không quên nhấn mạnh đến lợi lạc tốt lành nếu như ông ấy chịu đến đây. Nhưng ông ấy bảo với chúng con: Đối với ta, bây giờ sống cuộc đời một môn sinh thì thật là vô lý, như kẻ quen ở dơ lại đi đến giếng nước. Ta không thể sống nổi cuộc đời một môn sinh. Chúng con cố giải bày: Thưa thầy, dân chúng hiện giờ tay ôm hương hoa và các thứ đến cúng dường riêng cho đấng đạo sư, vậy thầy định sao? Ông ấy hỏi ngược lại chúng con: Trong thế gian này, người ngu và người khôn ai đông hơn? Chúng còn đáp: Người ngu thì nhiều, kẻ khôn thì ít. Ông liền dứt khoát: Vậy thì người khôn hãy đi đến vị tỳ kheo trí tuệ là Gautama Cồ Đàm, và người ngu hãy đến với ta là kẻ ngu. Còn các ông hãy đi đến chỗ các ông ưa thích. Với lời lẽ như thế, Bạch Thế Tôn, ông ấy đã từ chối đến đây. Đức đạo sư nghe thế liền dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, do chấp thủ tà kiến, Sanjaya đã lầm lẫn cho hư vọng là chân lý và cho chân lý là hư vọng. Nhưng các ông, do trí tuệ riêng của mỗi người, đã phân biệt đúng đắn cái gì là chân thật trong tính chân thật và cái gì hư vọng trong tính hư vọng. Các ông đã sáng suốt loại trừ điều gì hư vọng và chấp nhận điều gì chân thật. Rồi ngài nói pháp cú sau: Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Chín, trưởng lão Nanda. Như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Giáo lý này Đức Thế Tôn đã dạy cho Đại Đức Nanda khi ngài ngủ tại kỳ viên. Nanda trở thành một tỳ kheo bất đắc dĩ. Sau khi bắt đầu chuyển pháp luân, Thế Tôn rời phương xá và đến ngủ tại Veluvana. Ngay sau đó, cha ngài Đại Vương Tịnh Phạn gửi sứ giả đến, người này tiếp người nọ, mỗi người mang theo 1.000 tùy tùng với lời dặn dò: Hãy tìm con trai ta và rước mời về trước mặt ta. 9 sứ giả đã đến nơi, chứng A-la-hán và không trở về. Sau cùng trưởng lão Kala Udayi đến và cũng chứng A-la-hán.
biết rằng đã đến lúc đạo sư lên đường. Trưởng lão mô tả những cái hay cái đẹp trong cuộc hành trình và hướng dẫn Đức Phật cùng 20.000 A-la-hán đi Kapilapura. Tại đây, những thân tộc vây quanh, Đức Đạo Sư đã lấy trận mưa rào làm đề tài giảng pháp và kể chuyện bổn sanh Bồ Tát Vedantara, tiền thân của Ngài. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực với bài kệ bắt đầu bằng câu "Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh". Đức Phật đổ vua Tịnh Phạn chứng quả dự lưu. Và với câu "Hay khéo sống chánh hạnh", Ngài độ Maha Pajapati đắc sơ quả và vua Tịnh Phạn đắc thêm nhị quả. Cuối bữa ăn, Phật lại thuyết chuyện bổn sanh Kanda Kinnara vì ân nghĩa của mẹ La Hầu La đối với Ngài. Ngày hôm sau, trong khi nghi lễ quán đảnh và đám cưới của hoàng tử Nanda đang tiến hành, Đức Đạo Sư bước vào nhà khất thực, đặt bình bát vào tay Nanda và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư ra đi không lấy lại bình bát trong tay Nanda. Nanda không dám hở môi. "Vậy Thế Tôn xin Ngài lấy lại bình bát", mà tự an ủi: "Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đầu thềm". Nhưng khi đi đến đầu thềm, Thế Tôn đã không lấy bình bát. Nanda lại nuôi hy vọng: "Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở chân thềm". Nhưng đạo sư vẫn không lấy bình bát. Nanda lại nghĩ: "Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở sân cung điện". Nhưng đạo sư cũng không lấy bình bát. Hoàng tử Nanda tuy rất muốn trở lại với cô dâu, nhưng phải bấm bụng đi theo đạo sư. Vì lòng quý kính đạo sư quá sâu đậm, chàng không dám nói "Thế Tôn hãy nhận bình bát", mà đành tiếp tục bước theo. Trong lòng vẫn chưa tắt hy vọng: "Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đây, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đó, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở kia". Lúc ấy người ta nhắn với cô dâu mới: "Giai nhân của xứ sở Janapada, Kaliyali". "Thưa công nương, Thế Tôn đã đem hoàng tử Nanda đi với Ngài. Mục đích của Ngài là chia uyên rẽ thúy". Lập tức Janapada, Kaliyali, khuôn mặt rầm rìa nước mắt và đầu tóc chưa chải xong, tung mình lao theo vị hôn phu khẩn khoản: "Công tử, xin trở lại ngay". Lời của nàng làm tim Nanda chấn động, nhưng đấng đạo sư vẫn không lấy lại bình bát, dẫn chàng về tinh xá và bảo: "Nanda, ông có muốn đi tu không?" Vì lòng tôn kính Phật của Nanda quá sâu đậm nên chàng cố nín để đừng thốt "con không muốn tu". Thay vào đó chàng thưa: "Vâng, con muốn đi tu". Đấng đạo sư ưng thuận ngay: "Tốt lắm, hãy xuất gia cho Nanda". Thế là vào ngày thứ ba sau khi Phật đến Kapilapura, Ngài đã tạo duyên cho Nanda thành tỳ kheo. Vào ngày thứ bảy, mẹ của La Hầu La trang điểm cho cậu hoàng con và gửi đến Thế Tôn. Bà dặn dò: "Con cưng, hãy đến xem vị sa môn này. Người có 2.000 tăng sĩ tùy tùng, có một thân hình vàng óng, có một dáng vóc đẹp đẽ của Đại Phạm Thiên. Sa môn này là cha của con. Ngày xưa Ngài đã sở hữu những kho tài sản vĩ đại. Từ lúc Ngài xuất gia, chúng ta không được gặp Ngài. Hãy đổi Ngài gia tài của con. Hãy nói: cha thân yêu, con là Hoàng Thái Tử, và ngay khi nhận lễ quán đảnh, con sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Con cần có tài sản, cha hãy ban của cải cho con, vì một người con có quyền hưởng tài sản của cha để lại". Hoàng tử La Hầu La vâng lời đi đến Thế Tôn. Khi thấy Ngài, cô ta cảm thấy một tình cảm nồng ấm của cha dành cho mình. Trong lòng sinh tâm hoan hỷ nên thỏa thẻ:
Bạch thầy, dưới bóng mát của thầy con thật hạnh phúc. Và cậu còn nói nhiều nữa. Với những lời ngây thơ của trẻ con ở lứa tuổi ấy. Thế Tôn thọ thực xong, hồi hướng công đức và từ chỗ ngồi đứng lên bước đi. Hoàng tử La Hầu La nối bước theo Thế Tôn thưa: Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng. Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng. Đức Thế Tôn im lặng, ngay cả chư tăng cũng để mặc không ngăn cậu bé theo Thế Tôn. Cứ thế hoàng tử theo Thế Tôn đến khu rừng, rồi một tư tưởng nảy sanh trong trí Thế Tôn. Gia tài của cha mà cậu bé đòi sẽ không tránh khỏi hậu quả mang đến sự hủy diệt. À, ta sẽ ban cho nó 7 thánh tài mà ta đã nhận được dưới cội bồ đề. Ta sẽ khiến La Hầu La làm chủ một gia tài suốt thế gian. Thế rồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, ông hãy xuất gia cho La Hầu La. Nhưng khi hoàng tử La Hầu La gia nhập tăng đoàn, vua Tịnh Phạn, tức ông nội, rất sầu muộn, không chịu đựng nổi sự buồn rầu, ông bày tỏ với Thế Tôn và thỉnh cầu: Bạch Thế Tôn, sẽ phải lẽ hơn nếu chư tăng đừng nhận những người vị thành niên vào tăng đoàn khi cha mẹ không cho phép. Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu này. Lại một hôm, Đức Thế Tôn ngồi trong hoàng cung sau bữa ăn sáng. Đức vua cung kính ngồi một bên, bạch: Bạch Thế Tôn, trong khi ngài đang hành trì khổ hạnh, một vị trời đến và nói với tôi: Con ông đã chết. Nhưng tôi không tin và trả lời: Con tôi sẽ không chết cho đến khi giác ngộ. Đức Thế Tôn nói: Phụ vương tin chuyện này không? Trong một kiếp trước đây, khi một vị trời chỉ nắm một nắm xương và bảo phụ vương: Con ông đã chết, phụ vương cũng đã không tin. Và ngài thuật lại chuyện bổn sanh Maha Dhammapala liên quan đến câu chuyện. Sau khi câu chuyện chấm dứt, nhà vua đắc quả Anaham. Nanda và những thiên nữ. Thế Tôn đội cho cha ngài đắc tam quả xong, ngài trở về vương xá cùng với tăng đoàn. Bây giờ ngài đã hứa với ông cấp cô độc đến thăm Xá Vệ. Ngay khi đại tinh xá kỳ hoàn được hoàn thành, chẳng bao lâu ngài nhận được lời báo: Tinh xá đã hoàn thành. Ngài liền đến kỳ viên cư ngụ. Đại đức Nanda lúc đó trở nên bất mãn, tỏ sự buồn phiền của mình với các tỳ kheo: Chư huynh, tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về sống đời thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Thế Tôn nghe được việc này, cho gọi Tôn giả Nanda đến bảo: Nanda, có phải thật sự ông đã nói với nhiều tỳ kheo rằng: Chư huynh, tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Bạch Thế Tôn hoàn toàn đúng thế. Nhưng Nanda, tại sao ông bất mãn với cuộc sống đạo hạnh mà ông đang sống? Tại sao ông không thể chịu đựng lâu hơn? Tại sao ông định xả bỏ những giới luật cao đẹp và trở về sống đời thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục? Bạch Thế Tôn, khi con rời nhà vị hôn thê yêu quý Janapada Kaliyali của con với đầu tóc rối bời, từ giã con và khẩn khoản: Công tử xin hãy mau trở về. Bạch Thế Tôn, vì con vẫn nhớ nàng
nên con bất mãn đời sống xuất gia hiện còn đang sống. Con không thể chịu đựng cuộc sống này lâu hơn, và con dự định xả bỏ những giới luật cao cả để trở về cuộc sống thấp hơn, cuộc sống của cư sĩ thế tục. Khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nan Đà, dùng thần lực đưa chàng đến cõi trời 33. Trên đường đi, Đức Thế Tôn chỉ cho tôn giả Nan Đà thấy trên một cánh đồng bị lửa rụi, một con khỉ háu ăn đang ngồi bên một gốc cây đã cháy rụi, và lửa cũng đã thiêu đốt tai, mũi và đuôi của nó. Đến cõi trời 33, ngài chỉ 500 thiên nữ gót son đang hầu hạ Sắc Ca, vua của chư thiên, tức thiên chủ. Khi Thế Tôn cho thấy hai cảnh tượng đó rồi, ngài hỏi Nan Đà: "Nan Đà, ông thấy ai đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng hơn? Cô vợ quý Janapada Kalyani của ông hay 500 thiên nữ gót son này?" Bạch Thế Tôn, Nan Đà đáp: "Thật Janapada Kalyani kém xa, giống như con khỉ háu ăn đã mất tai, mũi và đuôi." Bạch Thế Tôn, cô vợ quý Janapada Kalyani đối với 500 thiên nữ này, nàng còn kém xa hơn nhiều. So sánh với những thiên nữ này, vì hôn thê của con chẳng đáng kể. Cô ta không bằng một phần nhỏ của họ, không bằng một phần nhỏ của một phần nhỏ của một phần nhỏ của họ. Ngược lại, 500 thiên nữ gót son này đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng vô cùng. Hãy vui lên, Nan Đà. Đức Thế Tôn trả lời: "Ta bảo đảm ông sẽ được 500 thiên nữ gót son này." Đại Đức Nan Đà thưa: "Vậy Thế Tôn, nếu Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son này, thì trong trường hợp đó, Bạch Thế Tôn, con sẽ sung sướng vô cùng để sống cuộc sống cao thượng của người xuất gia." Rồi Thế Tôn đem Nan Đà theo ngài, biến mất khỏi cõi trời 33 và hiện ra tại kỳ viên. Không bao lâu, những tỳ kheo được nghe kể như sau: "Vì mong muốn được các thiên nữ mà Đại Đức Nan Đà, em Đức Thế Tôn, còn bà Di Mẫu tiếp tục sống đời tu sĩ, Đức Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son." Kết quả là những tỳ kheo huynh đệ của Đại Đức Nan Đà đã xem chàng như một người đi tu mướn, như người đã bị mua chuộc, và họ nói về ngài: "Đại Đức Nan Đà là một người đi tu mướn, tôn giả Nan Đà là một người bị mua chuộc, vì hy vọng được các thiên nữ mà ông ta sống đời tu sĩ, Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son." Đại Đức Nan Đà, mặc dù bị các bạn đồng tu xem thường, xấu hổ vì chàng và làm khổ chàng khi gọi chàng là người tu mướn và bị mua chuộc, Đại Đức vẫn sống độc cư, xuất ly chánh niệm, tinh tấn, rộng ánh. Không bao lâu, ngay trong đời này, chính Nan Đà an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Đạo quả mà vì nó, biết bao thanh niên thiện tín đã vĩnh viễn từ bỏ đời sống thế tục, sống đời xuất gia. Đại Đức đã biết, sanh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này nữa. Vậy là thêm một đại đức trưởng lão nhập vào hàng ngũ A-la-hán. Bấy giờ một vị trời đến chỗ Thế Tôn vào ban đêm, chiếu sáng cả kỳ viên, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, Đại Đức Nan Đà con trai bà Di Mẫu của Phật đã lậu tận ngay trong đời này. Chính Đại Đức đã an trụ trong chánh trí, đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế Tôn cũng đã biết như thế. Trong đêm ấy, tôn giả Nan Đà cũng đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con xin bãi bỏ lời hứa của Thế Tôn, bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son." Thế Tôn trả lời: "Nan Đà, chính tâm ta đã thấu hiểu tâm ông
và thấy Do Lậu Tận ngay trong đời này chính ông đã an trú trong chánh trí, được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Một vị trời cũng đã đến cho ta hay điều đó. Do đó, này Nanda, khi ông không còn tham đắm vào ngũ dục thế gian, tâm ông thoát khỏi dục lậu, ngay lúc ấy ta không còn bị ràng buộc bởi lời hứa cũ. Rồi Thế Tôn thấu rõ ý nghĩa thâm sâu thực sự của việc này, đã tuyên đọc thánh ngôn sau: diệt sạch vọng tưởng nguy hại, ông sẽ bình thản an nhiên khi gặp hạnh phúc đau khổ. Một hôm, các tỳ kheo đến gặp Tôn giả Nanda và hỏi ngài: sư huynh Nanda, lúc trước huynh nói tôi bất mãn, bây giờ huynh có nói như thế không? Chư huynh, tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Khi các tỳ kheo nghe ngài trả lời, họ nói: Tôn giả Nanda nói không thật, hoàn toàn nói láo. Ngày trước ông ta nói tôi bất mãn, nhưng bây giờ ông ta nói tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Và lập tức họ đến và trình lại câu chuyện với Thế Tôn. Thế Tôn đáp: này tỳ kheo, ngày trước nhân cách của Nanda như một nhà lập vụng, nhưng nay giống như một nhà lập kín. Từ ngày ông ấy thấy những thiên nữ, ông ấy đã cố gắng hành trì để đạt đến cứu cánh của đạo nghiệp, và bây giờ ông ta đã đạt được. Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau: như mái nhà vụng lợp, mưa tiền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện trên trong pháp đường. Chư huynh, chư Phật thật kỳ diệu. Đại đức Nanda đã bất mãn đời tu sĩ vì cô Janapada Kalyani, nhưng đấng đạo sư dùng những thiên nữ làm mồi, khiến ông ta vâng phục hoàn toàn. Đức Phật đi đến và hỏi họ: các tỳ kheo, các ông ngồi đây bàn tán chuyện gì? Nghe họ kể xong, ngài nói: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Nanda vâng phục bởi mồi nhử bằng người khác phái. Kiếp trước cũng đã xảy ra tương tự như thế. Nói xong, ngài kể như sau: chuyện quá khứ, Kapata và con lừa. Ngày xưa, khi Brahmadatta phạm Ma Đạt chỉ vì Benares, có một con lừa chở đồ gốm cho ông, và mỗi ngày ông thường đi bảy dặm. Vào một dịp nọ, Kapata chất một lô đồ gốm lên lưng lừa và đi đến Takasila, thành Hoa Thị. Khi ông bận sắp xếp hàng hóa, ông cho lừa chạy rong. Chàng lừa ta bèn lang thang dọc theo bờ mương, bỗng thấy một nàng lừa liền chạy thẳng đến. Nàng lừa chào hỏi thân mật và mở đầu câu chuyện: anh từ đâu đến? Từ Benares. Mục đích gì? Buôn bán. Anh mang hàng gì nhiều thế? Một lô đồ gốm thật nhiều. Anh đi bao nhiêu dặm mà mang số hàng nhiều thế? Bảy dặm. Trong những nơi anh đi qua, có ai xoa bóp chân vào lưng anh không? Không. Nếu thế, anh phải chịu đường dài khắc nghiệt kinh khủng. Dĩ nhiên loài vật không ai xoa bóp chân vào lưng. Cô lừa nói chỉ vì để kết mối thân tình với anh lừa. Lời cô lừa khiến chàng lừa trở nên bất mãn. Sau khi nhà buôn đã xếp đặt hàng hóa xong, ông chạy đến chàng lừa và nói: nào rách, chúng ta đi. Ông đi đi, tôi không đi. Nhà buôn cố gắng lặp đi lặp lại với những lời lẽ dịu dàng để thuyết phục nó đi. Mặc dù ông dỗ hết sức,
lừa ta vẫn dở trứng. Ông bèn chút hết lời chửi rủa nó. Cuối cùng ông nghĩ, ta sẽ biết cách làm cho nó đi, và nói kệ sau. Ta sẽ làm cây gậy có mũi nhọn thật dài, sẽ đâm xẻ thân này, nhớ đó nghe lừa hỡi. Lừa đáp, nếu vậy tôi biết ngay phải làm gì với ông. Rồi nó đọc kệ. Ông bảo sẽ làm gậy có mũi nhọn thật dài, tốt thôi tôi cũng sẽ, chân trước bấm chặt sâu, tung vó hai chân sau, đá cho răng ông gãy, nhớ nghe Kappaka. Khi nhà buôn nghe thế, ông thắc mắc, không biết lý do gì khiến nó nói thế. Ông nhìn lại con đường và cuối cùng bắt gặp con lừa cái. À, ra thế. Ông hiểu ngay. Cô ả đã dạy chàng lừa nhà ta mấy trò này đây. Ta sẽ hứa mang về nhà một con lừa cái như thế cho nó. Như vậy, dùng con lừa cái làm mồi, ta sẽ khiến nó phải đi. Ông bèn đọc kệ. Một lừa cái bốn chân, mặt như dáng vỏ chai, đầy đủ muôn vẻ đẹp, sẽ đi mua cho mày. Nghe ra chưa, lừa hỡi? Nghe thế, tim chàng lừa rộn rã và trả lời. Một lừa cái bốn chân, mặt như dáng vỏ chai, đầy đủ muôn vẻ đẹp, ông hứa mua cho liền. Xưa đi ngày bảy dặm, nay tôi chạy gấp đôi. Kappata nói, vậy thì tốt, đi. Và ông dắt lừa lại chỗ để xe. Vài ngày sau, con lừa nói với ông ta, chẳng phải ông đã nói với tôi là sẽ đem cho tôi một cô bạn ư? Thương gia trả lời, phải, ta đã nói thế, và ta không nuốt lời. Ta sẽ cho mi một cô bạn về nhà, nhưng ta chỉ cung cấp thức ăn cho mi thôi. Không biết có đủ hay không cho cả mi và cô ả. Nhưng việc đó mi giải quyết một mình. Sau khi hai đứa mi sống với nhau, sẽ sinh ra những chú lừa con. Thức ăn ta sẽ cho mi, không biết có đủ cho mi, bạn mi và những lừa con nữa hay không. Việc này tự mi giải quyết lấy. Thương gia nói rồi, con lừa hết mơ ước hy vọng. Đạo sư chấm dứt bài học này. Lúc đó, các tỳ kheo, con lừa cái là Janapada Kalyani, con lừa đực là Nanda, và người thương gia chính là ta. Khi xưa Nanda cũng đã chịu vâng phục vì miếng mồi khác phái. Mười, Kunda, đồ tể mổ heo. Nay sầu đời sau sầu. Giáo pháp này Đức Đạo Sư dạy khi Ngài cư ngụ tại Viluvana, tỉnh Xá Trúc Lâm, nhắm đến Kunda, người đồ tể mổ heo. Truyền kể rằng, trong 55 năm, Kunda sống bằng nghề mổ heo, để ăn hay bán. Nhằm lúc đói kém, ông ta đi về nông thôn với chiếc xe đầy thóc gạo và trở về đầy áp heo con, mua trong các làng, với giá mỗi con chỉ nửa lít hoặc một lít gạo. Sau nhà, ông ta có một miếng đất rào lại thành một chuồng heo, và ông ta nuôi heo với tất cả các loại cây cỏ và phân. Khi nào ông ta muốn giết heo, ông ta trói heo thật chắc chắn vào một cây cột và nện nó bằng một cây chày vuông để làm thịt nó sưng phồng lên và mềm đi. Rồi banh hàm heo và lồng vào miệng nó một cái nêm nhỏ. Ông ta rót nước thật nóng từ một nồi đồng đổ xuống họng nó. Nước nóng thấm vào dạ dày heo, làm lỏng phân và tống ra ngoài hậu môn phần nóng với nước. Nếu còn một cục phân nhỏ sót lại trong bao tử heo, thì nước chảy ra biến màu và đục. Nhưng khi bao tử heo đã sạch, nước chảy ra sẽ trong và sạch. Chỗ nước còn lại, ông ta đổ lên lưng heo, và nước sẽ làm tuột ra, lột lớp da đen.
rồi ông ta thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Cuối cùng, ông ta cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn. Khi máu phun ra, ông ta hứng vào dĩa, rồi ông quay heo, bồi máu hứng được lên da. Và ông ta ngồi vào bàn cùng vợ con ăn thịt heo quay. Thịt còn lại, ông ta bán. Theo cách này, ông ta đã sinh sống trong 55 năm. Dù Đức Đạo Sư ở tinh xá bên cạnh mà không có một ngày nào Cunda cúng dường Ngài, dù là một nắm hoa hay một muỗng cơm, cũng không là một việc công đức nào cả. Một hôm ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, ngọn lửa của địa ngục A Tỳ bỗng bốc cháy trước mặt. Ngọn lửa A Tỳ là một cực hình, có sức thiêu đốt kinh khủng, có thể phá hủy mắt người nào nhìn cách 100 dặm. Thật ra ngọn lửa ấy được mô tả như sau. Ngọn lửa luôn luôn phụt ngọn liên tục vào mọi phía, xa đến 100 dặm. Trưởng lão Nagasena, Tỳ Kheo Na Tiên, đã dùng lối so sánh sau để chỉ sức nóng mãnh liệt biết bao so với ngọn lửa thường. Đại Phương, hãy nghĩ xem, một khối đá to bằng một ngôi chùa đưa vào ngọn lửa địa ngục sẽ tan chảy chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, chúng sinh bị tái sanh ở đó vì quả báo của việc làm quá khứ, không bị chết tiêu mà cảm thấy như đang nằm trong thai mẹ. Khi cực hình của đại địa ngục A Tỳ giáng xuống đổ tể mổ heo Cunda, hành động của ông ta thay đổi tương xứng với nghiệp quá khứ. Dù còn ở trong nhà, ông ta bắt đầu kêu ùn ịn như heo và bò bằng tay vào đầu gối, bò ra trước nhà rồi bò đến phía sau. Những người trong gia đình áp đảo và bịt miệng ông ta. Nhưng dù họ làm đủ cách, bởi không ai có thể ngăn được quả báo xảy đến cho một người do hành động quá khứ của chính người đó. Ông ta vẫn bỏ lui và kêu ùn ịn liên tục như một con heo. Bảy nhà xung quanh không ai có thể ngủ được. Thần quyến của ông ta khủng khiếp vì sợ chết. Không có cách nào khác có thể ngăn ông ta đi ra. Họ chặn các cửa và nhốt ông ta ở trong nhà. Xong, họ bao vây nhà và đứng canh Cunda bỏ tới bỏ lui trong nhà suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, kêu ùn ịn và giống eng éc như heo. Qua 7 ngày bò như thế, ông ta chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng eng éc ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng của những con heo. Họ đi về tinh xá, ngồi một bên Đức Đạo Sư và bạch. Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày, cửa nhà đồ tể Cunda đóng kín và suốt 7 ngày vẫn tiếp tục giết heo. Chắc chắn ông ta định làm tiệc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu heo bị giết. Hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Thật từ trước tới giờ chúng tôi chưa thấy ai độc ác và man dợ như thế. Đức Đạo Sư nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm quá khứ của ông ta xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của đại địa ngục A Tỳ đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bỏ tới lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la eng éc như một con heo. Hôm nay ông ta chết và bị đọa vào ngục A Tỳ. Khi Đức Phật nói xong, các tỳ kheo thưa, Bạch Thế Tôn đã đau khổ ở đây trong thế gian này, ông ta lại đi đến chỗ đau khổ nữa và tái sanh ở đó. Đúng thế các tỳ kheo. Đức Thế Tôn nói tiếp, người nào sống buông lung, dù cư sĩ hay tu sĩ, đều bị đau khổ cả hai nơi. Nói xong, Ngài đọc pháp cú. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm.
11. Cư sĩ hiền thiện. Nay vui, đời sau vui. Giáo lý này được Thế Tôn dạy cho một cư sĩ hiền thiện khi Ngài ngủ ở kỳ viên. Chúng ta nghe kể ở Xá Vệ có 500 thiện tín sinh sống. Mỗi người có 500 cư sĩ tùy tùng. Người thiện tín lớn nhất có 7 con trai và 7 con gái. Mỗi đứa con thường xuyên cúng dường theo lối rút thăm để dâng món cháo đặc và các thức ăn khác. Ngoài ra còn cúng thức ăn cuối tháng, thức ăn đầu tháng, thức ăn triều đãi, thức ăn ngày chay, thức ăn cho khách viếng thăm và thức ăn mùa mưa, tức là mùa hạ. Tất cả những người con đó đều là thế hệ sau. Cho nên thiện tín cùng vợ và 4 con duy trì 16 cách cúng dường. Và vì thiện tín đức hạnh, chính trực cùng với vợ con đều hoan hỷ trong việc sắp đặt bố thí. Sau một thời gian, vì thiện tín mắc bệnh và sức khỏe suy sụp, mong muốn được nghe pháp, ông gửi lời đến Thế Tôn xin cử 8 hay 16 tỳ kheo đến. Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo và họ đi ngay đến vây quanh giường ông ta, rồi ngồi xuống chỗ được dành sẵn. Vị thiện tín nói: "Chư tôn giả, bây giờ muốn thấy các ngài khó lắm vì tôi yếu quá. Xin tụng lại cho tôi nghe một bài kinh thôi." "Ông thích nghe kinh gì, hả thiện tín?" "Kinh Tứ Niệm Xứ, phổ cập đối với tất cả chư Phật." Thế là chư Tăng bắt đầu tụng bài kinh, mở đầu bằng những lời: "Chỉ có đường này, này các tỳ kheo, con đường duy nhất này dẫn đến sự cứu độ chúng sanh." Vào lúc ấy, từ 6 cõi trời hiện đến 6 chiếc xe dài 150 dặm do 1.000 con ngựa xin thuần chủng kéo, trang hoàng với đủ loại trang sức rực rỡ. Trên mỗi chiếc xe ngựa có một vị trời đứng, và mỗi vị trời nói: "Cho phép chúng tôi chở ngài về thiên giới của chúng tôi." Và họ nói tiếp: "Giống như ta đập bể một bình đất và thay bằng một bình vàng, cũng như thế, chúng sanh sanh thiên sẽ được hạnh phúc trên cõi trời của chúng tôi." Vị cư sĩ không muốn bị ngắt quãng trong khi nghe pháp, liền van xin: "Hãy khoan, hãy khoan." Các tỳ kheo nghĩ rằng ông ta nói với mình nên dừng tụng pháp. Con trai và con gái của ông khóc thét: "Trước kia cha chúng tôi không bao giờ cho rằng mình được nghe pháp đầy đủ, mà nay sau khi thỉnh các tỳ kheo đến về yêu cầu tụng pháp, chính ông ngăn họ lại. Rốt cuộc không ai mà không sợ chết." Các tỳ kheo bàn với nhau: "Không phải lúc ở lại." Và họ lập tức đứng lên ra đi. Sau một lúc, thiện tín tỉnh lại và hỏi các con: "Tại sao các con khóc?" Họ đáp: "Cha thân yêu, cha mời các tỳ kheo lại, và ngay khi đang nghe pháp, chính cha ngăn họ tụng pháp. Chúng con khóc vì nghĩ rằng rốt cuộc không ai là không sợ chết." "Nhưng các vị tỳ kheo quý kính đâu rồi?" Các tỳ kheo đã bảo nhau đây không phải là lúc nên ở lại, và lập tức họ từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. "Các con yêu, ta không phải nói với các tỳ kheo quý kính như vậy." "Vậy thì cha nói với ai, cha thân yêu?" Từ 6 cõi trời, có 6 vị trời hiện đến trong 6 xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, và đứng trên xe ngựa lơ lửng trên không. Họ nói với cha: "Hãy hưởng hạnh phúc trên thiên giới của chúng tôi." Và cha đã trả lời với họ: "Hãy khoan, hãy khoan." "Cha thân yêu, những xe ngựa ở đâu? Sao chúng con không thấy?" "Ta có vòng hoa nào không?" "Có, thưa cha." "Cõi trời nào vui sướng nhất?" "Cha thân yêu, vui sướng nhất là cõi trời Đâu Xuất,
nơi cha mẹ chư Phật cư trú, cùng với tất cả vị Phật tương lai. Tốt lắm, vậy hãy ném lên không một vòng hoa mà nói, hãy khiến vòng hoa này mắc vào chiếc xe ngựa của cõi trời Đâu Xuất. Những người con của vị thiện tín ném lên, và vòng hoa mắc vào gọng xe ngựa treo lơ lửng trên không. Đám con thấy vòng hoa lơ lửng trên không, nhưng không thấy xe ngựa. Vị thiện tín hỏi, các con có thấy vòng hoa không? Vâng, chúng con thấy. Vòng hoa này treo lơ lửng nơi chiếc xe ngựa đến từ cõi trời Đâu Xuất. Cha sắp đi đến cõi trời Đâu Xuất, đừng lo lắng. Nếu các con muốn tái sanh theo cha, hãy làm những công đức như cha đã làm. Khi dứt lời, ông chết và đặt chân lên chiếc xe ngựa. Lập tức ông tái sanh thành một vị trời thân cao 3/4 dặm, được trang điểm với 60 xe đổ trang sức. Ông có 1000 thiên nữ theo hầu, và trong cung điện bằng vàng rộng 25 dặm. Khi những tỳ kheo về đến tinh xá, Đức Phật hỏi họ, các tỳ kheo, vị thiện tín có nghe tụng đọc pháp không? Có, bạch Thế Tôn, nhưng nửa chừng ông ta kêu lên, hãy khoan, hãy khoan, và ngăn chúng con lại. Rồi con trai và con gái ông ta bắt đầu khóc. Lập tức chúng con bảo nhau, đây không phải là lúc nên ở lại, và chúng con từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các tỳ kheo, ông ấy không nói với các ông, từ 6 tầng trời có 6 vị trời đến trên 6 chiếc xe ngựa lộng lẫy, và họ gọi vị thiện tín ấy đi với họ. Nhưng thiện tín không muốn bài pháp đang đọc bị ngắt quãng, nên nói với 6 vị trời như thế. Thật vậy sao Thế Tôn? Đó là sự thật các tỳ kheo ạ. Bạch Thế Tôn, bây giờ ông ấy tái sinh nơi nào? Trên cõi trời Đâu Xuất, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nhưng gần đây ông sống rất vui sướng giữa các thân tộc của mình, và bây giờ ông ấy cũng đi tái sanh một nơi vui thú. Đúng vậy, các tỳ kheo. Ông là người giác tỉnh, dù cư sĩ hay tu sĩ, ông được sung sướng cả 2 nơi như nhau. Nói xong, Ngài đọc pháp cú. Nay vui, đời sau vui, làm phước 2 đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm.